Theo thông tin ban đầu, shop kinh doanh quần áo Vinh Duyên do ông Trương Quang V, sinh năm 1974, trú tại khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 5 người, gồm ông Trương Quang V, bà Trần Kim Đê, sinh năm 1977, Trương Điền Thảo C, sinh năm 1988, Trương Trường T, sinh năm 2005 và bà Bùi Thị R, 62 tuổi. Vụ hỏa hoạn đã khiến cho bà R tử vong, hai người khác bị thương. Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu và Công an huyện Bến Cầu đã huy động 9 xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe tiếp nước cùng 54 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Vụ hỏa hoạn được dập tắt vào khoảng 7 giờ ngày 7 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu Nguyễn Văn Nhu cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức các đoàn đến nhà để thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.